Chắc chắn là chúng ta cần phải hạn chế thật nhiều những tình huống bạo lực học đường như thế này để các em có thể yên tâm hơn khi mà đi học, chúng ta sẽ có được những cái môi trường an toàn nhất cho mình. Và cũng một thông tin giáo dục đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thủ đô Hà Nội thì vào ngày 27 tháng 7 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn cho phép các thí sinh gửi đơn xin phúc khảo bài thi qua email và qua Zalo. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị cung cấp mẫu đơn đề nghị phúc khảo điểm bài thi tới các thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi bằng hình thức phù hợp như là qua Zalo, email hay website. Thí sinh cần điền đầy đủ thông tin trong đơn và gửi về đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi bằng file Word hoặc bằng ảnh chụp. Đơn vị đăng ký dự thi kiểm tra xác thực tính hợp lệ của đơn đề nghị phúc khảo thông qua địa chỉ email, số điện thoại trong phiếu đăng ký dự thi của thí sinh qua giáo viên chủ nhiệm lớp. Thời gian tiếp nhận từ nay cho đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2021.